cho người chết. Các bạn lên nhé, rồi mời các bạn đi lên. Dạ, thưa cha, hôm nay là ngày con trở về đây. Có anh con trở về nữa. Chào mời cho một cháu lại hơn hai người. Dạ, thì con về đây chọn con đường sống, con muốn làm nhân chứng để Chúa làm thương xót, để cứu anh con từ khỏi chết sống lại. Và nhờ cha và ta lên đầu con ngày 18 tháng 12 ngay về đây. Dạ, con tên là Paulo Nguyễn Duy Tân. À, con ở quận 7, con em con là Joan Mojita Nguyễn Thanh Minh, xã Trà Tân, Đức Linh, Bình Phổ, rất xa. Và hôm nay con rất là đúng cái lời hứa của con với Chúa, Chúa cứu anh con sống là con sẽ quay về đây để con làm nhân chứng tin mừng cho Chúa, và con sẽ viết câu chuyện này để con đăng lên trong tất cả các tạp chí về một cái niềm tin mà chỉ có Chúa cứu được. Đúng ngày 18 tháng 12, anh con bị bỏ tim. Biết cái gì? Vỡ tim. Vỡ tim. Anh bị một cái bệnh gọi là phình bóp tắc động mạch chủ. Tức là trái tim nó ra cái động mạch chủ, động mạch lớn nhất trong trái tim đi ra, nó rụng một cái ổ. Và nó căng ra, giống như một cái bịch ni lông, nó lúc lắc, 30 giây thì chết. Thì cái bệnh này thì 10 người thì chết, mức 3, nó chết mức 7 người. 3 người kia kịp cấp cứu với bệnh viện thì chết 2 người. Một người đi ra khỏi phòng mổ có thể chết luôn. Và con là một bác sĩ, biết bao nhiêu năm tháng con cứu trước tất cả những bệnh nhân, chưa bao giờ con không sợ. Mà hôm nay con phải cúi xuống khi mà con nhận được cái CT là anh con phình một cách mà chủ. Anh là bác sĩ ở bệnh viện nào và bác sĩ về gì? Con là bác sĩ Nhi, đang làm ở bệnh viện Nhi Đồng 1, mà con là giảng viên của khoa y học quốc gia. Thì phải nói là bao nhiêu năm con là hồi sức chính cho em bé sơ sinh, thì con nghe em bé 4 phút chết là sống thì con chưa bao giờ run sợ, mà ngày hôm nay chính con đã phải quỳ gục khi mà con nhìn thấy cái phim của anh con ra, tại vì có 30 giây anh nó sẽ điều bỏ tự rồi. Và hôm nay con đến đây để con chứng minh ngắn gọn thế này, chỉ có Chúa mới cứu anh con mà thôi, như bà con đã nghe. Sau khi con tức tóc đưa anh con dưới lòng thương xót Chúa, con kêu Chúa liền và con đưa anh con vô bệnh viện Chợ Rẫy, thì con tức tóc tại kỳ Chợ Rẫy về đây. Chợ Rẫy trở về đây, con không hiểu con chạy như thế nào mà đúng 3 giờ con có mặt ở đây. Thì đúng ngày 18 tháng 12 là tuần lễ thứ tư để chuẩn bị cho mùa Phật. Là sao cha lại đặt tay lên đầu sớm thế. Cuối cùng con đến 3 giờ thì còn có 4 người, thì con xông thẳng đi trong đây. Thì những người đông hơn như thế này mà không ai cản con cả, con cứ tưởng tượng như là mọi người tách ra để con chạy vô. Chắc có lẽ mọi người đang thấy con khóc, con khóc rất là lớn. Thì chính cha đặt tay lên đầu con cho nói con đừng khóc nữa. Thì con chỉ nói lên anh con sắp chết rồi cha rồi. Là con lại chạy lên vào đây, có một góc này. Thì con thì thấy suốt cái lễ con chỉ khóc, chứ con không thể nào mà con cầm được. Và lời cha xin cầu nguyện với cộng đoàn là xin anh em hãy cầu nguyện cho 10 anh em của chúng ta đang gặp cơn nguy kịch cho phòng mổ. Thì đến lúc bấy giờ từ Chúa đây, tự nhiên Chúa đâu có trái tim đâu, mà tự nhiên trái tim xuất hiện, tức là có động mạch chạy xuống màu đỏ và có động mạch chạy lên, là Chúa lại đưa hai cái tay che như thế này. Con biết chắc là anh con được cứu. Và sau đó con rước mình đánh rất là vô phép. Như kia sơ cho con định thẳng, thì con đưa tay con mà không có cái gì con giữ, con lấy tờ giấy con quấn lại. Mà cộng đồng biết không, chạy từ đây mà chạy về tới bệnh viện Chợ Rẫy không hiểu chạy kiểu gì, mà chỉ có 25 phút khoảng xe Honda. Suốt trên con đường đi con vừa khóc, con vừa tin Chúa giao lòng thương xót cứu anh con, về anh con tội lỗi, cứ thế vừa chạy mà không hiểu được. Thế là cái ca mổ ngày hôm sau là 11 bác sĩ cùng với mổ phải làm ngưng tim lại và đưa máu ra ngoài một hệ thống ngoài, và sau đó phải nối một cái cách mất cái động mạch chủ đi. Và con coi vết thương từ trên cổ xuống để cắt mất cái động chủ bước đi, để thắng một cái động mạch khác bằng nhân tạo vô. Và cái van động mạch chủ á, nó xé tươi những cái tờ đó. Thì bà con cứ tưởng tượng xem làm sao sống được mà đang đứng đây. Và có hai phải đặt tên hai cái máng gặp tới xuống ca mổ hay là hai giai đoạn suốt là 16 tiếng đồng hồ. Và trước mặt bà con là ảnh đây. Thì đến khi mà ra khỏi phòng mổ thì
thì cái sống á, nó chỉ được khoảng gần 70%, và 30% nữa thì có 3 người đang, thì 2 người chết tại chỗ. Thì cũng như vậy, thì con lúc bây giờ là một phép lạ khác, là 8:30 thì anh vừa chuyển từ phòng mổ ra, thì con thấy mọi người chết nhiều quá, thì con rất là kinh hoàng, con phải là chạy, ước gì mà chạy về trang thì sao quá, thì chạy dòng chung thế. Thì chạy tới dòng chung thế thì lúc bấy giờ là phòng nhà thờ là đóng cửa rồi, tức là còn cửa nhà nhỏ thôi. Thì con trong nhà thờ đình Chúa và con đi lễ có thấy đình Chúa làm thương xót, thì con chạy thẳng tới nhà thờ, tự nhiên có các em rất là nhỏ, thế là con vô thì lại xuất hiện trái tim Chúa lần nữa, cũng như thế rất là đẹp. Thì lúc đó con người truyền kêu vì sự đau đớn và khổ nạn của Giê-xu thì cả nhà thờ bừng sáng. Con nói đây có lòng Chúa, con không nói dám nói dối một chút nào. Thế là những thanh niên anh tự đi như là chiều và vô và họ đọc kinh cầu nguyện chung với mình. Thì vừa hát bài ca, ở đây có ai nghe bài ca Thiên Sứ không ạ? Ông nói tôi được hát bài ca Thiên Sứ. Và có ai ở đây mà được hát một bài thánh vịnh cầu nguyện như thế này? Con đi trong sự đau đớn, con đi trong sự chết chóc, con đừng sợ hãi vì đã có ta bên con. Và cuối cùng xin sứ đoàn cầu nguyện cho cha là Chúa của chúng ta. Thật lúc bây giờ con không nghĩ là Thiên Sứ, nhưng mà con chỉ biết rằng sự cố xảy ra rất là nhanh. Thì sau khi mọi người giải tán xong thì con đi ra thì cả nhà thờ là tối đen như mực. Thì đến đó con mới nghĩ ra là suốt 9 năm làm được việc hồi sức cấp cứu của bệnh viện Hùng Vương, con đã cứu rất nhiều những em bé, tức là cứu không được thì con rửa tội, con đặt tên thánh cho nó. Và những em bé bỏ thai và những em bé mà giết hay non, con đều rửa tội hết. Thì chắc đấy chính là những em bé con đã cứu mà nó gọi con hành trang và gọi con là sứ đoàn. Bởi sao không phải là cộng đoàn, không phải là gì đó mà tự nhiên là sứ đoàn. Thì hôm nay con đến đây, trong cùng lúc đó thì anh con có một cái đẹp là rất là nhiều trước cái lúc mà nhiều sắp tối sống và chết. Anh có thể chia sẻ với bà con. Lúc mà giờ tâm hoa hết, tôi có thể con cho con nói là lúc mà con bỏ, lúc mà con trở giá là trong nhà bộ thì con biết là mấy giờ hết đó, nhưng mà con biết là bộ ra là thấy người chết họ khóc bên kế con á, thì con lúc con dậy thì lúc cũng mệt mỏi, con bảo sao mà chết mà khóc lóc như này, mà con nhìn qua thì thấy giống như con, giống như con bạn con. Lúc con đi tìm mộ vô thì lúc mà vô mộ thì cả nhà con lên là đưa, giống như là đưa con đi á, là con được sức dầu trước mình ăn Chúa đầy đủ hết để con đi. Nói chung lúc bên vợ con thì lúc mà con vô bác sĩ nào cũng hỏi là con nay bao nhiêu tuổi, con lớn chưa, làm được gì chưa, rồi con biết bệnh con là như thế nào không, thì con không biết, con chỉ nói là em đi khám tổng quát, rồi tự nhiên ra bệnh như vậy thì em cũng biết, cái bác sĩ nói là tức là tắc ốc tắc hết động mạch chủ mà nó xuất xỉu lại rồi, yêu cầu anh là lúc nào cũng ngồi trên băng ca chứ không có được đi đó, là nó bậy lúc nào là chết lúc đó. Thì em con nó lo cho con, rồi tới những lúc mà con mổ thì con dậy, dậy thì con thấy là bên cái cạnh con thì khóc lóc. Còn con nhớ là bác lúc mà sáng nó đi vô, ba người cùng vô phòng với nhau, mà con nhớ hai người này mà sao còn giờ chết thì con lại bảo nghĩ là con sẽ ăn sát con lắm. Thì con bảo là con bạn con thân lắm, tại nó ngày sau vô thăm con mới được, nó bận đi làm. Cái lúc con tỉnh dậy thì còn thấy nó bắt đầu nó vô nó thăm từ 3:30 chiều, từ 10:00 sáng vào cho nó thăm, mà tới giờ này là con chết rồi mà mới cho con chết, mà mới cho thăm, nó là quạnh bệnh viện mà từ lúc đấy. Lúc đó là con nghĩ con là ủa sao mà mình thấy tỉnh tỉnh mà sao lại mình là chết, là bạn nó tưởng là chết rồi. Trời. Thì con nói thêm đoạn này thì anh kể lại là lúc bấy giờ là bác sĩ mặt màu đen và là tới kéo anh đi rồi. Thì lúc bấy giờ anh được nước thánh tạt vô, thì anh nói tại sao mà chú Tân được vô trong phòng này mà tạt nước thánh cho anh, thì anh nhận mấy
anh nói tiếp bạn. Lúc bắt đầu con bảo con nghĩ cho bố con thôi chứ con không có chắc, con bảo là lúc nói mổ là tốn nhiều tiền, mà lúc mà đừng có để cho anh chết như này, chết thì vừa tốn kém vừa khổ gia đình. Thì con bảo vậy thì chắc mình chết rồi. Thì nói chung người con thì nó bị mũi bị mồm hết lúc mới mổ mà đâu có nói được cái gì đâu. Bắt đầu là con bị đấy, cái bắt đầu con buồn thì con thấy là ở bên này người ta khóc, còn Đức Thánh dạy người con thì con má khóc, nhưng con má ơi là má, cái con bảo là chắc chúng ta gần đây dạy Đức Thánh cho con em nên là thì lúc nào chúng nó là lúc nào cũng phải trông để giúp con mà. Thế bắt đầu con lại buồn lần thứ hai, bắt đầu thấy người ta vô ta gọi tiếp, cái bắt đầu con thấy hình ảnh anh con, anh em nhà họ đi vô thế con khóc cùng lưng ấy, cái con buồn, lúc con buồn nữa thì lại vẫy tiếp Đức Thánh lần thứ hai. Bắt đầu con nhìn lên trong phòng mổ á, lúc con nhìn lên thì thấy một cô đẹp lắm như là thiên thần á, cái cười cái con bảo con nhìn lên có cái đồng hồ mà con nhìn hoài không thấy giờ được. Cái hỏi là chú khỏe chưa thì hỏi con vậy thôi, thì con cười chứ đâu có nói được đâu, bị mồm bị miệng hết sao nói được. Đây là bắt đầu con nằm một chút nữa thấy người ta khiêng tìm sát đi, bắt đầu thấy bác sĩ hô hấp cho cái người chết kế nữa. Thế con bảo vậy là con còn sống, con nghĩ con sống, mà con nhìn được thấy bác sĩ gì được mặt đen không à, không có nhìn gần lắm đây rồi là thấy mặt đen không à. Thế con sợ cái con là lần thứ ba vậy, nhất phép cho con lần thứ ba mát lắm, bắt đầu là nguyên một cái mạng chúa bao vây con luôn, không cho mình nhìn thấy gì hết. Chắc có lẽ là nói thêm ngắn gọn như thế này, tức là hôm nay anh em chúng tôi đến đây một lý sắc tiếng rất mạnh là chúng tôi thấy qua câu chuyện cha cũng như quý bà con thấy rõ ràng đây chỉ có ơn Chúa cứu mà thôi. Và như vậy thì tôi phải nói là hồng ơn Chúa rất lớn để cho gia đình chúng tôi. Tôi có hai cái ơn cùng cái lúc hôm đó, đó là ơn thứ nhất đây là một người chết đi sống lại. Cái ơn thứ hai là bản thân tôi là có giấy định cư Mỹ, nhưng mà chính phủ Mỹ đang tìm cách dừng lại thì cũng rất là khó khăn. Thì cùng trong lúc đó cha đặt tay lên đầu thì cũng có bệnh nặng, đúng lúc đó là Chúa đưa tay Chúa che một cái cuốn sổ, và đúng ngày 30 Tết, đúng giao thừa vừa xong thì chính phủ Mỹ là gọi nhắn tin cho tôi là tôi đã được đón định cư Mỹ. Đây là hậu ân thứ hai mà tôi cũng chia sẻ với cả cộng đoàn. Chúng ta hãy đặt hết tất cả niềm tin vào Thiên Chúa. Chúa thành thương mọi người, và tôi tin chắc tôi cũng giống như bao nhiêu người ở đây sẽ được Chúa xót thương khi mà phút cuối cùng là phút 99. Cái ngày hôm 18 đó là trao giảng cái bài là phút cuối cùng, phút 99 Chúa sẽ ra tay. Xin cảm ơn. Trước khi mà mình đến thì con có cuộc sống của con có là một đứa con ngoan lành hay không, có tin vào Chúa? Thưa cha, nếu mà con kể thì từ ngày con lập gia đình đến giờ từ nhỏ luôn con biết tự hoạn, con biết thì cũng nhờ ơn Chúa mà cái lúc con lập gia đình á là con làm ăn được ở đây là con sát bên đó, thì con được hai đứa con bây giờ nó trưởng thành, nó là người tài rồi. Cho nên con cảm ơn Chúa nhiều lắm, chứ con không có một cái gì để mà hối hận. Trước khi mà được cứu, con có là con người tội lỗi hay không? Dạ, nếu mà nói tội lỗi thì con buôn bán hay bất cứ một cái gì thì nó cũng có một cái tội lỗi. Nếu mà con người ai nói không tội lỗi là không bao giờ không có tội lỗi. Bác sĩ vào cạnh vừa cũng phải thôi toàn nhé. Tại hình món quà của lòng thương xót Chúa. Nói câu cuối, một cái sự tiết, một sự kiện rất là độc đáo là khi mà cha cho cái dòng chuỗi, và con chỉ đề nghị bác sĩ bạn con ấy, là phải đeo cái dòng chuỗi này trong suốt cuộc mổ, mà nguyên tắc phòng mổ là cấm không cho đeo bất cứ gì trên người, và bạn con đã quyết định giữ con chuỗi này. Và con chỉ dám đọc kinh cầu nguyện là vì lòng Chúa xót thương xin cứu chúng con và toàn thế giới. Anh đọc cho đến khi nào mà anh ghi mê, anh ngủ luôn,
đến khi anh tỉnh dậy anh bắt đầu. Đấy là một cái ơn đặc biệt mà anh cũng cảm nhận là lúc nào con cũng mở mắt dậy là con trước khi nằm ngủ là con còn tỉnh luôn cái đầu vì lòng thương xót của cực kỳ đau khổ của Chúa Giêsu xin thương xót con và toàn thế giới. Đúng ngày đó, dạ, cảm ơn cha rất nhiều. Thì hôm nay xin cha còn đàn tiếp tục cầu nguyện thêm thì cái tim anh bây giờ không chết nhưng mà nó đang hồi phục từ từ, nó đang đập rất là mỏng manh thì cha cầu nguyện thêm để nó trở lại bình thường. Mà riêng chị em, tôi thấy trong cái chương trình kỳ diệu của Chúa, Chúa sắp xếp. Tôi nói với anh chị em như người làm chứng, chúng ta cứ ngồi cứ chờ và đúng lúc đúng giờ đúng thời đúng buổi Chúa sẽ gọi đi. Vì bài tin mừng ngày hôm nay, lời Chúa ngày hôm nay chúng ta đang nói đến sống và chết, thì Chúa gửi đến đúng hai người, mà một người là bác sĩ, và thường thì bác sĩ chúng ta thấy những người học cao, những người mà tin vào y khoa thì họ thường tin vào sự khéo léo khôn ngoan của con người, họ ít khi mà chịu nhận rằng đó là phép màu phép lạ lắm. Chúng tôi đã cố gắng hết sức ý chí và bác sĩ chúng tôi cố gắng hết sức rồi chạy đôn chạy đáo chạy thầy chạy thuốc chạy đủ thứ hết hết Mỹ tới Trung Quốc đủ mọi chỗ hết. Họ tin vào cái quyền của con người và sức mạnh của con người hơn là tin vào quyền năng của Chúa. Thì hôm nay Chúa cho chúng ta thấy một người bác sĩ đã nói với chúng ta lời tuyên xưng rằng đó là quyền năng là thường xuất Chúa cứu chữa. Chính em chạy từ bệnh viện trở về đây và còn nhớ ngày 18 tháng 12, còn nhớ cái hình ảnh nó như thế nào, còn được tặng cái xôn chuối để anh ngồi anh khóc như thế nào. Vì anh ấy biết rằng mình không thể làm gì được để cứu mạng sống người em của mình đâu, anh chạy đến đây. Và khi mà đến phòng mổ thì vẫn còn giữ cái xôn chuối mà tôi tặng hôm mà anh đến để cầu nguyện cho đứa em của anh khóc dữ lắm. Thì thưa anh chị em, mọi chuyện thì bây giờ anh nói là tôi mới nhớ chứ tôi cũng không nhớ gì đâu. Vì Chúa làm chứ tôi có biết gì đâu mà nhớ, cái gì đâu mà làm, chỉ có quyền năng của Chúa. Và hôm nay anh chị em thấy rõ những nhân chứng mà lên đây là có cái gì đó vô cùng kỳ diệu. Tôi khi tối về tôi cứ suy nghĩ vào chiều hôm nay, cái lễ chiều hôm nay sẽ có những nhân chứng lạ thế. Chúa gửi đến những con người kỳ lạ và đúng lúc đúng chỗ đúng vào cái nội dung của bài tin mừng ngày hôm nay là giữa cái sống và cái chết. Chúa cứu anh về phần xác, nhưng mà điều quan trọng là cứu về phần linh hồn cả hai anh em. Bởi họ xác tí vào quyền năng lòng thương xót Chúa và như vậy là họ được. À, vậy là họ được sống. Cho nên nếu mà họ có được cứu về phần xác nhưng mà họ cho rằng đấy là do tài được khéo sự khôn ngoan của khoa học kỹ thuật thì họ vẫn là con người chết. Còn lạc được cái đó. Cái sống về phần linh hồn là cái niềm tin rằng mọi cái nó xảy ra đều trong lòng thương xót của Chúa, trong quyền năng của Chúa. Dù mình có tài khéo, dù mình có học cao, dù rộng, dù mình có thế nào đi chăng nữa, có khi người ta bảo rằng là những người làm chứng là những người nhà quê, cho nên họ tin vậy thôi, lòng tin của họ nhà quê, họ không biết lý luận. Đây, Chúa gửi đến lúc một người biết lý luận vững chắc chứ, học cao hiểu rộng đấy chứ, 8-9 năm làm cho ngày đi rồi chứ, đã cứu được bao nhiêu là con người rồi đấy chứ, những em bé rồi đấy chứ. Nhưng mà cái điều quan trọng mà anh ấy nói là anh đã rửa tội cho những đứa, những em mà nó bị bỏ, bị bố mẹ nó bỏ, những thai nhi mà bị giết chết, anh đã âm thầm lặng lẽ rửa tội cho những hài nhi ấy. Đấy, anh ấy đưa cái sự sống thần linh cho đứa đó, chứ không phải là sự sống mà bây giờ bố mẹ nó giết chết rồi. Mặc dù đứa đó nó chết nhưng mà nó vẫn sống. Còn có những người sống đấy nhưng mà đã chết. Nếu ta còn giận hờn thì ta đã chết. Nó mạnh lên, đừng có nói xong giả rồi bỏ không nói. Đâu, tiếp tục. Đâu, sống chết còn nhớ không? Con lại quên rồi, làm đi rồi đi về, mau. Con lại quên hết rồi đi về, không biết sống chết như thế nào. Nếu mà ta vẫn còn giận hờn anh em mình khi đến chân của lễ với Chúa thì ta đã chết. Nếu ta sẵn sàng tha thứ cho anh em mình từ trong lòng mình, mặc dù chưa nói thành miệng, nhưng lòng mình không còn giận hờn nữa thì mình đang sống. Nếu mà mình mùa chay này
mà mình đến mình xưng tội chỉ là một thói quen, chỉ xưng cho nó xong, cho nó thành thủ tục thì mình xưng tội để mình sống, nhưng mà thực sự mình vẫn nếu mình giang tay cầu khấn rõ to kinh kệ râm ran mà lòng mình vẫn còn giận hờn thì mình sống mà như đã mà mình không muốn, không muốn sống à? Mà mình không muốn, chúng ta muốn mà muốn sống như vậy thì phải tha thứ, phải sống lời của Chúa, phải tin tưởng tuyệt đối vào lòng thương xót của Chúa, phải tin tuyệt đối vào lòng thương xót của Chúa và giơ hai tay lên xác tín rằng lạy Chúa Giêsu, lạy Chúa Giêsu, lạy Chúa Giêsu. Amen.